TV. Thì trong tập hôm nay Hữu Quang sẽ dẫn quý vị khán giả đi trải nghiệm một cái dòng căn hộ 3 phòng ngủ nguyên bản số 4, một căn góc với diện tích thông thủy là 80m² và diện tích tin tường là 75m². Thì sắp tới đây ZN TV sẽ gửi đến tất cả quý vị khán giả rất nhiều những loại hình căn hộ của Sapphire để quý vị có thể là tham khảo và đưa ra cho mình một cái quyết định đúng đắn nhất để lựa chọn mua căn hộ. Khi vào trong căn hộ ấy, thì căn này có một cái layout, đó chính là phòng khách là sẽ là khu vực phía trọng tâm và phân bổ các phòng ngủ sẽ nằm ở phía bên tay phải của quý khán giả. Đây là cái tiêu chuẩn bàn giao cơ bản của chủ đầu tư, gồm là hệ thống trần sàn tường hoàn thiện, đã có xong tất cả hệ thống điện này, hệ thống điều hòa đến từ Hisense, trần khoảng cách cao từ trần đến sàn là 2,6m, tất cả hệ thống thì đã được lát gạch ở khu phòng khách. Còn 3 phòng ngủ chính thì chúng ta đã có hệ thống sàn gỗ đó. Bây giờ thì quý vị khán giả để thấy ngay là khu vực phòng khách đó, thì mình có thể là bố trí ở đây, đó chính là chủ đầu tư đã để sẵn hệ thống chờ điện ở đây và nước ở đây, thì có thể là thiết kế hệ thống tủ bếp ở đây. Ngoài ra là khu vực này mình có thể là để hệ thống kệ để giày này, đó, hệ thống gương này, ngoài ra là hệ thống tivi cũng như là hệ thống tủ đây. Một cái phòng khách mà gia chủ có thể là về và thiết kế theo cái mong muốn của mình. Thì hiện nay chúng ta đang đứng ở trong khu vực phòng ngủ master. Như quý vị khán giả để thấy là tất cả hệ thống sàn của phòng ngủ master thì đã được là làm toàn bộ bằng sàn gỗ. Đó. Ngoài ra thì căn này có một ưu điểm, đó chính là ba phòng ngủ thì đều có ánh sáng với hệ thống cửa khá là lớn. Và cái tầm view quý vị khán giả để ở đây, như cá nhân em đánh giá thì cái tầm view này rất là đẹp, đó chính là view xuống hồ san hô này, công viên gym này và cái trục đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng ngay phía này đó. Đây cũng là một cái ưu điểm rất lớn của căn hộ này, đó chính là quý vị khán giả này là kết nối rất nhanh đến vào trong nội thành này, cũng như là mình có thể là lên cao tốc mình về vùng Hải Phòng, Hạ Long, Quảng Ninh rất là tiện. Thì trong ngủ phòng ngủ master chúng ta sẽ có một cái nhà vệ sinh master được bàn giao theo tiêu chuẩn của chủ đầu tư, đã đầy đủ hệ thống bồn bể này, hệ thống gương, đó, hệ thống vòi xịt, rồi thì trong này sẽ có là sen tắm, đó, rất là đầy đủ, và hệ thống sàn chống trơn trượt. Đó, gần như là nhà vệ sinh này quý vị khán giả về chỉ cần mua thêm cái vách ngăn kính này thôi, đó, và mình làm thêm về phần bình nóng lạnh nữa là chúng ta có thể là sử dụng được, đáp ứng một cái nhu cầu về nhà vệ sinh cơ bản cho gia đình mình. Căn 3 phòng ngủ góc này thì sẽ có hai lô da. Đây là một cái lô da phụ này để mà quý vị khán giả có thể là để máy giặt và máy sấy ở đây, cũng như là mình có thể là treo đồ cơ bản ở đây, mang cái tính thẩm mỹ rất là tốt. Và như căn này hướng này chính là hướng tây nam, thì mình phơi đồ ở đây sẽ rất là nhanh chóng bắt được ánh nắng và rất là nhanh khô. Tiếp theo là đến phòng ngủ phụ số 2, đó cũng có cái diện tích tương đương với phòng ngủ master, chỉ có cái là không có nhà vệ sinh ở đây thôi. Hệ thống sàn gỗ này và hệ thống cửa và đón cái tầm ánh sáng cực kỳ là tốt. Căn phòng ngủ phụ này thì cái tầm view cũng rất là đẹp, quý vị khán giả để thấy mình có thể xa xa kia là khu đô thị Eco Park này, gần hơn một chút là trục đường cao tốc Hà Nội Phòng, và phía bên kia trục đường đó chính là công viên Safari sau này sẽ ở đây. Đối với một gia đình gồm nhiều thế hệ thì mình hoàn toàn để sử dụng căn phòng này để cho bố mẹ này đó. Hoặc là như cá nhân em thì em có thể sử dụng căn phòng này để làm một cái phòng đặc biệt đó. Cuối cùng thì chúng ta sẽ khám phá đến cái phòng ngủ phụ số 3. Căn phòng này thì em đánh giá là rất là mát, bởi vì nó sẽ nằm ở cái hướng chính của tòa nhà, đó chính là hướng đông nam ở phía này, đó, hướng ban công chính, hướng đông nam. Thì mình rất thích hợp để làm phòng ngủ cho người cao tuổi này, cũng như là trẻ nhỏ. Mình có thể thiết kế giường tầng ở đây cho các bé nhà mình và khu bàn học này. Đó. Với ánh sáng của cái phòng ngủ phụ số 3 này cũng rất là vừa phải và hợp lý để mà con em mình có thể sử dụng để mà ngồi học. Hoặc là mình có thể thiết kế phòng làm việc ở đây, em thấy cũng rất là tối ưu. Đối với tất cả các căn hộ của Vinhome ấy, thì về hệ thống an toàn và bảo mật đều rất là cao. Như quý vị khán giả thấy là hệ thống báo cháy này, đó, được trang bị rất là đầy đủ. Ngoài ra thì về bảo mật thì sẽ có hệ thống cửa, sẽ có là hệ thống khóa
thông minh kết hợp với hệ thống smart home cơ bản ở đây để có thể là gọi nhận diện khuôn mặt, mở cửa cho khách chỉ với những thao tác rất đơn giản ở trên nhà thôi. Một cái điểm rất đáng khen của căn ba phủ góc này đó chính là về cái hướng ban công chính, đó chính là hướng đông nam, sẽ rất là mát như vị khán giả để thấy. Và chúng ta sẽ có một cái khoảng không gian ban công ở ngoài này, gia đình mình có thể là thiết kế phần cây xanh này, bàn trà ngoài này này, và một cái tầm view của căn hộ này cũng rất là đẹp, view trực tiếp xuống hồ san hô và cao tốc 5B, cũng như là xa xa kia là chính là khu đô thị Eco Park. Nhà vệ sinh chính thì có mấy công cái diện tích cũng tương đối là rộng, cũng đầy đủ hệ thống bồn bệ đến từ thương hiệu Toto, hệ thống kính và hệ thống vòi sen ở đây. Quý vị khán giả có thể là về lắp thêm cái tấm chắn kính ở đây, hoặc là nếu căn này là mình có thể là cải tạo một chút thì mình hoàn toàn có thể là mình thêm một cái bồn tắm nhỏ ở đây được. Thì em Quang vừa dẫn quý vị khán giả đi tham quan một căn hộ ba phòng ngủ góc tại phân khu Sapphire. Đây là một căn hộ vô cùng hợp lý với gia đình là gồm nhiều thế hệ, cũng như là có những bố mẹ và con cái lớn sinh sống với nhau thì cực kỳ là hợp lý. Nếu quý vị khán giả nào đang quan tâm đến những loại hình căn hộ tại Video Spark thì có thể là liên hệ ngay đến đội ngũ tư vấn của Zenden. Hiện nay thì Zenden có một cái quỹ căn cực kỳ lớn và sẽ đáp ứng đủ mọi cái nhu cầu của quý vị khán giả. Thì đến đây video sẽ được kết thúc và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.